thi một cái. Eo ơi, đẹp quá mà con luôn. Tiếp vụ con mã rất đẹp, tiếp các chị gái đợi em 30 giây. Bấm ngay là các chị khổ luôn. Mã bao nhiêu? Mã 20. Chốt luôn cho em Nga mã 20 con LV lụa. Các chị gái biết là các hot girl bán rất đắt đúng không ạ? Riêng em Nga phục vụ cho các chị có 139.000. Chỉ hơn 100.000 là các chị mặc được con áo xịn sò. Xịn sò từ cái tắc mát trở đi. Được chưa ạ? Chốt luôn cho em Nga đây là mã 20. 139.000 con LV xịn sò này. Này. Ui rung rinh chưa? Mắt rười rượi luôn. Ok. Lên luôn cho em Nga mã 20. Này con này có ít thôi. Được chưa em đưa. 20. Xuân Huỳnh 2 chiếc ok, Nguyễn Thị Dạ Thảo ok, Ly Vin 2 cái ok, Vũ Phúc Hưng ok, Dung Trương ok, Phương Ly 5 này. Phương Ly hôm nay yếu thế, Vi Phạm ok. Vi Phạm không lên đơn được ạ. Cái Trần Thị Bích Hạnh 5 này. Nguyễn Huế ok, Khánh Thái ok, Đặng Hương ok, Ngô Thị Ngọc ok, Ly Lan ok, Vinh Thơm ok, nào nào. Nguyễn Trang ok, Minh Nguyễn ok này, Liên Lê ok, Dung Trương ok, Thùy Dương ok này, Hoa Cúc ok này, Thúy Hằng Võ ok này, Nhi Thảo Tây ok, Quỳnh Anh Lạc Lạc ok này. Đấy được. Tiên Pháp ạ, Hoàng ok, chị này, Linh Ruby ok. Cái gì đây? Mai Quỳnh ok này, Mi Lê ok này, Nguyễn Ly ok này, Cát Tường ok này, Thư Minh ok này, Loan Đào ok chị này, cái cho Nguyễn Vang ok hay Nguyễn Vào này, Thúy Hằng có ok chị này, cái này cho Trần Trang 358 này và Nguyễn Kim Tuyến một cái, chốt hai con.